Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Trí Nội Thất 3D. Rất vui lại được gặp lại mọi người trong video này. Hôm nay em sẽ tiếp tục để review cho anh chị và các bạn thêm một bức vách trang trí TV phòng khách trị giá 6 triệu 490 nghìn đồng. Như anh chị đang thấy, đây là sự kết hợp hài hòa giữa tấm ốp lam sóng và nhựa giả vân đá PVC, đi kèm là một mảng tường bằng nano bằng gỗ đỏ nha anh chị nhé. Như mọi người đang thấy, đây là công trình bên em đang thi công tại khu tái định cư Vinhome Cầu Bính tại thành phố Hải Phòng. Và bức vách như này khi hoàn thiện xong thì chỉ giá trị là 4 triệu 999 nghìn đồng. Anh chị đã có thể sở hữu ngay bức vách trang trí phòng khách như thế này cho không gian gia đình anh chị và các bạn thêm nổi bật và sang trọng, quý phái, mang một phong cách hoàng gia thu nhỏ trong căn hộ của anh chị và các bạn nhé. Nếu như anh chị thấy em chia sẻ video này hay hữu ích, hãy nhớ đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn mà bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Đấy, rất là đẹp luôn anh chị này. Đấy, hiện nay bên em đang thi công tại khu vực Hải Phòng. Đó, đêm là tại khu vực tái định cư Vinhome Cầu Bính, thành phố Hải Phòng. Anh chị nào có nhu cầu ở khu vực Hải Phòng này liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Đây là quá trình kết hợp giữa bộ ba tấm ốp nano, tấm ốp lam sóng và nhựa vân đá PVC. Rất là sang trọng và lịch sự. Đấy, anh chị hãy xem đi xem lại nhiều lần video này để có những cái nhìn tổng quan hơn về sản phẩm, để có những thiết kế cho gia đình mình mà không phải mất nhiều tiền hay chi phí để tìm kiếm những bản thiết kế rất là đắt đỏ và bên ngoài người ta bán nó rất là đắt luôn nha anh chị nhá. Đấy, và đây là được bên em phân phối và thi công hoàn thiện cho một gia chủ tại tái định cư Vinhome Cầu Bính. Và đằng sau bức vách sofa là được trang trí bằng những tấm tranh 3D. Đấy, những tấm tranh 3D được in nó rất là đẹp và sắc nét, được in bằng mực bằng dầu của Hàn Quốc luôn nha anh chị nhá. Đấy, những bức tranh 3D này, hoa lá cành nó rất là đẹp, rất là sắc nét sang trọng. Và vào trong này thì cũng là tranh 3D. Đấy, anh chị có thể ngắm từ xa và có thể xem đi xem lại nhiều lần video này để có những cái nhìn tổng quan hơn, để có những cái bản thiết kế và hoàn toàn miễn phí mà bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Chính vì vậy anh chị hãy nhớ đăng ký và bấm chuông kênh để là người đầu tiên nhận nhiều video hơn mà bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày luôn nha anh chị nhé. Đây là những bức tranh 3D rất là đẹp. Và nếu như anh chị nào ở khu vực Hải Phòng này, liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn. Và một lần nữa em xin phép khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Xin chào.